Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với khóa học tiếng Trung. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái âm cơ bản, những cái âm đơn ở trong tiếng Trung. Chúng ta sẽ học từ ngữ âm trở đi và các bạn sẽ khi mà các bạn nhìn vào một chữ, nhìn vào phiên âm các bạn có thể đọc được cái từ đó. Chúng ta sẽ đọc đọc được là đã, rồi chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện gọi là viết và nhận mặt nó sau. Ok, thì bây giờ mình sẽ đến với các cái nguyên âm đơn. Chúng ta có 6 nguyên âm đơn. Và các cái nguyên âm đơn ở trong tiếng Trung nó khá là dễ, bởi vì là tiếng Trung nó rất là gần với tiếng Việt. Chúng ta đã có hơn 1.000 năm phong kiến đô hộ. Vậy nên là chúng ta bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ của người Trung rất là nhiều. Và ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 nguyên âm đơn cơ bản. Nguyên âm thứ nhất đó là âm A. Các bạn đọc nó giống như là âm A ở trong tiếng Việt, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo đó là âm O. O. Đó chính là cái âm đây, chữ O này, chứ các bạn đọc là O. Đó. Tiếp theo là âm Ơ. Ơ. Đây là chữ E này, các bạn đọc giống Ơ ở trong tiếng Việt. Hay là cũng có thể đọc như là Ưa. Đó. Đây là cách phát hơi, cái phát âm của cái âm ờ. Chúng ta sẽ đến với ba nguyên âm đơn tiếp theo. Đó là âm y. Y. Đó, âm y. Đấy thì nó cũng giống như âm y ở trong tiếng Việt. Cái nguyên âm thứ 5 đó là âm u. U. Đó, các bạn phát âm giống âm u ở trong tiếng Việt. Tiếp theo đó là âm uy. Âm uy là cái nguyên âm đơn cuối cùng. Mình sẽ phát âm lại. Uy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phát âm lại một lần nữa từng nguyên âm đơn. Chưa? A O Ơ Y U Uy. Rồi. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn các nguyên âm đơn. Ở những video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái phụ âm và các cái âm ghép khác. Ok, cảm ơn các bạn.